Vâng, tín hiệu chào bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục vào chương trình video thì hôm nay rất nhiều những cái mã hàng mới bên em, hàng vừa về xong nhá. Ấy, hàng vừa cái bến xong này. À, hộp bút màu trẻ em này, rồi là có cái bộ khay nhựa rất là đẹp luôn, cực kỳ chất lượng này. Nay có về một cái lô phích cắm gập có nhá, rất là chất lượng. Rồi là có một cái mã hàng rất là mới, đó là cái máy hút bụi ga giường nhá. Rất nhiều bác hỏi bên em cái máy hút bụi ga giường để về các bác hút nệm ga giường, ghế sofa đứa rất tiện dụng này. Đó, cực kỳ nhiều mã hàng mới nhá. Nồi lẩu mini này. Rồi hôm nay thì có về thêm cho bác là cái xưởng hấp, cũng nhiều bác là bữa trước đang săn cái mã này nhưng mà đang bán thì hết hàng. Đấy, hôm nay hàng nó tiếp tục về nhá. Đó thì cực kỳ nhiều mã hàng mới luôn, thì các bác cùng đón xem video đi, em sẽ quay chi tiết từng mã hàng bên em đang phân phối nhá. Đó thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất nha. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship, rồi giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhá. Đó thì em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong video này. Xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất nha. Rồi, cái mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng rất là mới, rất là hay, đó là cái phích cắm gập của nhá. Lên mã cho em cái phích cắm gập. Tại sao nó gọi là phích cắm gập thì đây, bình thường thì nó là một chiếc phích cắm sẽ thẳng nhai đấy, còn nếu mà các bác muốn gập thì các bác sẽ gập nó vào đó thì nó sẽ gập được một cái góc vuông 90 độ nhá. Hàng này của nó thì sẽ là hàng chân dẹt nên là rất là phù hợp, ví dụ như các bác nào hay dùng những cái phích điện chân dẹt, đặc biệt là những cái phích mà hàng Nhật bãi ấy, là chuyên bên đây người ta chuyên dùng chân dẹt nên là các bác mua con này cũng có thể là cắm được luôn. Đấy, và chân của nó sẽ là chân khâu đồng 100% nhá. Đấy, chân khâu đồng 100% rất xịn sò. Công suất của nó chịu tải lên đến là 16A. Đấy, mắc là 250V nhá, cực kỳ là trâu bò luôn. Đấy, và rất chắc chắn nhá. Và nó có thể gập nha. Đấy, những cái vị trí mà khe khía các thứ giờ. Đấy, bình thường là các bác hay cắm thẳng này nó rất là tốn diện tích nhá. Ví dụ các bác có đẩy sát cái tủ vào chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ bị vướng cái phích này, thì đây. Bây giờ các bác mua cho cái phích này về các bác thay vào thì các bác sẽ gập vào thì nó sẽ úp vào này, thì nó sẽ tốn được một, sẽ tiết kiệm được ít diện tích. Các bác có thể là đẩy sát cái phần tủ của các bác vào này, rồi những cái chỗ vị trí các bác sắp xếp đồ thì nó sẽ cắm sát vào tường hoặc là những cái chỗ ổ điện nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có thể gập vào này, còn nếu các bác muốn dùng thẳng thì các bác đẩy nó ra. Đấy, còn không thì các bác muốn gập thì các bác cầm nó vào này là các bác cắm thôi. Đấy, chân của nó sẽ là chân đồng nên là cái phần tiếp xúc nó rất là tốt nhá, nên là yên tâm. Đấy, không lo mô ve chập cháy nhá, hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Đấy, phích cắm gập nó có thể gập vào một góc 9 độ nha. Đó, giá nó hiện tại bên em đang bán sẽ là 15k một chiếc nhá, 15k một chiếc. Chân của nó sẽ là chân dẹt và chân là chân đồng nhá. Đấy, 15k một chiếc phích cắm chân dẹt này, rất tiện dụng. Đấy, nó có thể gập vào nhà các bác nhá. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Phích cắm gập, đó, đang gửi bác là 15k một cái phích cắm gập nha. Đó, 15k một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Đấy, bình thường này. Đấy, những cái chỗ vị trí khó ấy là các bác rất là đấy, ví dụ như những cái phần kê tủ rồi. Đấy thì về các bác đấu cho em cái này vào này. Đấy, đấu nó vào. Sau đó các bác lắp vào này. Đấy, các bác có thể gập vào. Đó, ví dụ những cái phần tủ tỉ cái thứ là các bác kê vào. Đấy, các bác gập nó vào rất là gọn gàng, ok. Đấy, đẩy sát tường thoải mái nhá, vô tư không lo nó. Đấy các bác nhá, đây. Đây là chiếc phích cắm có thể xoay chiều 90 độ, không tốn diện tích nhiều, thuận tiện cho việc quản lý dây điện và sắp xếp đồ đạc. Hơn nữa, việc tháo lắp cũng rất dễ dàng bởi có hệ thống dây dẫn ổn định và không dễ rơi ra. Cửa hàng đang giảm giá 50%, anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi ạ. Đó, rất là hay nhá. Đấy, nó có thể là gập lại này. Đấy, ví dụ như cái phần khe tường các bác muốn kê một cái tủ đấy ạ. Đấy, các bác gập vào là nó sẽ bị kịch cái phích bình thường. Còn cái phích này đó các bác gập xuống này. Đó, nó rất là ok luôn. Gập vào nó rất là tiết kiệm diện tích nhá. Các bác có thể là kê tủ tiếp vào thoải mái cho em, không lo bị vướng quá nhá. Rất là hay. Đó, nó có thể gập gọn vào, gập một góc 9 độ nha. Đó, rất hay. À, 15k một chiếc phích cắm gập nhá, 15k một chiếc. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái móc áo cô đơn. Đấy thì hiện tại bên em đang bán, em báo giá luôn. Bên em sẽ bán được combo 10 chiếc một nhá. Đấy thì giá của nó sẽ là 30k cho mỗi combo 10 chiếc móc áo cô đơn nha. Đấy thì nó sẽ là một chiếc móc áo nhưng mà là dạng chiếc móc áo đơn nhá. Nó rất là tiện dụng luôn. Các bác về móc vào đồ thứ ra nhà mình. Đấy, chất liệu thì inox 100%. Ở cái phần này thì sẽ có bọc nhựa này. Nên các bác kẹp nhá, không lo nó bị nhăn quần áo hay gì đâu, vì cái phần này sẽ bọc đầu nhựa silicone nên rất yên tâm. Đấy, phần kẹp thì cực kỳ chắc, kẹp chắc lắm. Đấy, con này kẹp cái phần lò xo nó rất là căng, kẹp cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, và đây cái phần móc. Và con này các bác có thể móc chồng lên nhau luôn nhá. Đây, các bác có thể móc này, các bác móc chồng nhau này. Đấy, đây. Các bác có thể quay xuống này. Đó, móc chồng với nhau được nhá, rất tiện dụng luôn. Đây, móc chồng với nhau như này. Cái nọ móc mình như kia rất là hay nhá. Đấy thì bên em sẽ bán được combo là 10 chiếc một nhá. Đấy thì lên mã cho em sẽ là cái móc áo cô đơn. 10 chiếc móc áo cô đơn này sẽ có giá là 30k nhá, 30k cho một cái combo 10 chiếc móc áo cô đơn nhá.
lên mã giúp cho em sẽ là móc áo cô đơn. Bán theo combo là 10 chiếc một nhá, với giá sẽ là 30 ngàn cho một cái combo 10 chiếc này, rất là hay. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, các bác móc lên tủ lên chiếc các thứ rất là gọn gàng, ok luôn đây. Tôi biết có loại kẹp móc này, tủ quần áo của tôi sẽ không xếp chồng lên nhau như thế này, chỉ cần gấp đôi quần thôi, kẹp chiếc kẹp nhỏ bé này vào là có thể treo quần áo thật gọn gàng. Bạn có thể xếp gọn toàn bộ tủ quần áo, chỏ với một thao tác rất đơn giản thôi, quần áo sẽ không còn chất đống nữa, cái gì cũng có thể treo, những đồ phụ kiện nhỏ này cũng có thể treo lên, không thành vấn đề. Thiết kế đầu kẹp bọc silicone mềm, không để lại dấu vết gì hết trên đồ của bạn. Bạn cũng có thể đặt chiếc kẹp này ở nhà bếp để chứa các loại gia vị đóng gói khác nhau. Điều quan trọng là có thể treo ở bất cứ đâu. Còn gì mà nó không thể kẹp nhỉ? Hãy chỉ mình nhé. Đó, thực tế nhá, sản phẩm nhá, nó kẹp được rất là nhiều những cái dạng quần áo khác nhau nhá, từ quần jean, quần dài, quần áo ngắn các thứ này, quần áo tất cả các loại phụ kiện này, mũ này, rồi là các bác có thể móc thêm những cái đồ đạc các thứ nhà mình được luôn. Đấy, nói chung là một chiếc móc đa năng, móc được rất nhiều thứ, nhiều đồ nhá. Đấy, có thể là sử dụng rất tiện dụng luôn nhá. Ở đây các bác nhìn này, đấy móc vào, khi móc vào nhìn lên rất là gọn gàng nhá. Đấy, bình thường là các bác xếp ở tủ ấy nó rất là hay lôi thôi, rồi là đến lúc mà mình tìm đồ lấy đồ nó rất là khó khăn, như đây khi mà các bác móc lên thì nhìn nó rất là đấy, nhìn nó rất là ngăn nắp nhá, và các bác dễ lấy đồ lựa đồ. Đó, thì bên em sẽ bán một combo là 10 chiếc móc áo cô đơn nha, với giá sẽ là 30 ngàn thôi, giá siêu hạt rẻ luôn các bác nhá, giá siêu hạt rẻ luôn đấy, 10 chiếc nha, 10 chiếc là khá là nhiều, về các bác móc là thoải mái luôn. Nói chung là tùy theo cái lượng đồ nhà mình các bác mua, nói chung 10 chiếc về là các bác móc xem thoải mái luôn. Đấy, 10 chiếc này về các bác móc này thì sẽ bán được combo là 10 chiếc một nhá, 10 chiếc móc áo cô đơn với giá sẽ là 30k các nhá, một cái combo 10 chiếc móc áo cô đơn nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp màu 150 chi tiết này, em báo giá luôn, hiện tại em đang sẽ có giá là 70.000 nhá, 70k một cái hộp màu 150 chi tiết nhá, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, chỉ có 70.000 thôi mà 150 chi tiết luôn, về để cho các em bé là mình, các cháu là mình học tập này, tô vẽ này, một trong một cái hộp này sẽ có là 150 chi tiết các dụng cụ các loại nhá. Đấy, từ bút, thước kẻ này, kéo này, ghim kẹp này, đầy đủ luôn đây. Em sẽ quay chi tiết thực tế bác con. Bộ này thì về cho các cháu nhà mình thì quá thích luôn rồi. Đấy, các bác mua về làm quà này, mua về cho cháu nhà mình sử dụng học tập này, sáng tạo này. Đấy, tránh xa điện thoại, tivi. Đấy, tập trung vào việc học hành nhá. Thì bên này thì đây, nó sẽ có là màu nước các thứ này. Đấy, rồi bên này thì sẽ có là màu sáp này. Màu sáp nhá, màu sáp này. Màu sáp, rồi là bút chì màu này. Trên này sẽ có kiểu dạng màu vẽ tranh. Đấy, rồi là bút biếc, có cả ghim kẹp này, gọt bút chì này, kéo cắt giấy này, bông này, rồi bên này thì sẽ có là keo tẩy này, đầy đủ luôn. Đấy, một cái bộ hộp màu 150, một cái bộ hộp màu 150 chi tiết nhá. Đấy, 150 chi tiết rất là nhiều luôn. Đấy, cái này chắc là cháu nhà mình dùng chắc khoảng tầm vài ba năm chắc mới hết bộ này luôn, vì nó quá là nhiều chi tiết nhá, 150 chi tiết cơ mà đựng trong một chiếc hộp rất là xinh luôn. Đấy, khi mà ví dụ các cháu này mình có muốn mang đi rất tiện. Đấy, chỉ việc cài cho em cái cúc này vào này. Đấy, cài cái cúc này mà bấm nó chặt vào. Đấy, ở đây thì nó sẽ có là cái quai. Đấy, các cháu mình xách mang đi mang lại rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, xách mang đi mang lại rất ok. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp màu 150 chi tiết nhá. Giá của nó thì chỉ có 70 ngàn thôi. 70 ngàn, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Về làm quà đó cháu này, mua về làm quà. Đấy, rồi là cho cháu mình học tập. Đấy, tránh xa điện thoại, tivi thứ nhá. Đấy, tập tô tập vẽ này. Đấy, thỏa sức sáng tạo đam mê luôn. 70k các nhá, 70k một cái hộp màu 150 chi tiết nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã, đó là cái bộ 5 khay nhựa này, em báo giá luôn. Bộ này hiện tại em đang sẽ có giá là 80.000. Hàng này của nó sẽ là hàng thành lý siêu thị nhá, rất xịn luôn các bạn, rất xịn luôn đây. Một cái bộ 5 khay các nhá, một cái bộ nó bằng nhựa nhá, chất liệu bằng nhựa ABS cao cấp nhá, chống va đập chống vỡ. Về các bác ví dụ như là mình có đồ ăn các bác bảo quản để trong tủ lạnh. Đấy, tủ lạnh thì thường ví dụ các bác hay bảo quản đây là các bác hay cứ hay để bát đĩa vào, thứ nhất là nó vướng, và thứ hai là nó tốn diện tích nhá, và thứ ba là nó không hợp vệ sinh ạ. Đấy, thì các bác mua cho em cái bộ này về, vừa hợp vệ sinh này, an toàn sức khỏe này, mà lại còn đẹp, ngăn nắp nhá, và các bác để được nhiều các nhá, để được nhiều. Thì một cái bộ như này nó sẽ gồm có là 5 cái khay nhựa nhá, 5 cái khay nhựa, và mỗi khay thì nó sẽ đi kèm là một cái nắp khác nhau. Đây, em sẽ lấy ra cho các bác. Đây, một cái này, hai cái này, đấy, hai cái nhá. Đó, ba cái, từ to nhỏ luôn các nhá, từ to nhỏ luôn. Nói chung là từ to nhỏ các bác về thoải mái dùng luôn, mà chỉ có 80.000 thôi. Giá nó quá rẻ bình dân luôn. Đấy, cái nắp này đậy rất là kín luôn, nó có cả cái phần gioăng này.
có cả cái phần gioăng này, các bác đậy cực kỳ kín luôn. Đó, rất tiện dụng nhá. Và về các bác là có thể là xếp chồng với nhau luôn. Đấy, có thể xếp chồng với nhau luôn nhá. Đây, đấy, 50 khay. Quá đẹp, quá xịn luôn. Đó, về các bác xếp chồng với nhau là các bác sử dụng thôi. Đây nhá, đấy khi mà các bác sử dụng này, đấy tháo ra thì nó sẽ là 50 khay này. Đấy khi mà lồng vào thì nó rất là nhỏ đấy, nó chỉ một khay này thôi. Nhưng mà khi mà tháo ra nhìn này, đấy 50 khay rất to luôn nhá. 5 khay rất to luôn. Đấy, và các bác có thể về dùng mình xếp chồng nhau để bảo quản đồ ăn này, để trong tủ lạnh này, hoặc các bác có thể là mang đồ ăn mang đi mang lại cũng rất là hay. Đấy, đồ khô, đồ tươi này, đồ sống, đồ chín thoải mái luôn. Đó, rất tiện dụng nhá. Đó, đây. Một cái bộ 5 khay này luôn. Đấy, một bộ là 5 khay. Lên mã cho em xem cái bộ 5 khay nhựa nhá. Bộ 5 khay nhựa với mức giá sẽ là 80.000 bộ thôi, chỉ có 80.000 thôi. Bằng chất liệu toàn bộ bằng nhựa nhá. Phần nắp là bằng có phần viền silicone, các bác đậy rất là kín luôn này. Đấy, đậy cực kỳ kín luôn, chắc chắn chất lượng nhá. Đó, rất ok. Về các bác sử dụng nhá. Thoải mái sử dụng luôn. Là một bộ này là 5 khay, 5 khay nhựa nhá, giá 80.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng cũng rất nhiều bác mong chờ và cũng rất nhiều bác hỏi này, đó là cái mã nồi lẩu mini nhé. Và em báo giá luôn, sản phẩm này sẽ có giá là 120.000 một chiếc nhá. Rất tiện dụng luôn. Cái này thì không những là các bác có thể dùng ăn lẩu thì mình có thể là sử dụng đa năng luôn, có thể là rán này, xào, nấu này, rồi là ngoài ra có thể là sử dụng làm món hấp được luôn. Công thông số công suất thì sản phẩm này sẽ có dung tích là 1,8 lít nhá. Công suất sẽ là 600W và sử dụng giúp em là điện 220. Rất tiện dụng luôn nhá. Đây. Hàng của sản phẩm này sẽ mới keng nguyên hộp. Nói chung là cái này thì em quay và giới thiệu nhiều lần rồi thì chắc là nhiều bác xem cũng đã biết về cái mã hàng này rồi. Quan trọng là nhiều bác cũng bữa trước là cũng chưa mua được, hôm nay bác nào chưa mua được thì tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, sản phẩm gì đây? Sẽ gồm có là một nồi chính này. Đấy, có phần tay cầm nhá, rất chắc chắn luôn. Đây là cái phần công tắc bật tắt này. Đấy, các bác bật về giữa thì nó sẽ là tắt nhá. Còn các bác bật bên tay trái em đang bật này thì sẽ là nấc thứ hai. Bật bên tay phải thì là cấp độ số 1. Đấy, nó sẽ có cả cấp độ luôn, cấp độ nóng các nhá. Rất tiện dụng luôn. Và các bác bật về giữa đấy thì nó sẽ là tắt đi nhá, rất là hay. Đấy, và đây là phần dây nguồn. Đấy, cắm trực tiếp vào nguồn 220 cho em. Đây, cái rắc nguồn nó bên hông này. Đấy, cắm trực tiếp vào nguồn 220 để các bác xài thôi. Ngoài ra đi kèm của nó sẽ có là một cái khay hấp luôn. Đấy, cả một khay hấp bằng inox luôn này. Và có cả phần nắp vung nhá. Đấy, hình con gấu rất xinh này. Đó, nắp vung. Nắp vung là bằng thủy tinh luôn nhá. Để tiện cho bác nấu nướng các bác sử dụng nhá, rất tiện dụng. Cái này thì phù hợp ví dụ như là ăn lẩu nhanh khoảng tầm 2 đến 3 người là ăn thoải mái, hoặc là ví dụ như là cho các bác đi làm công trình công trường, các bác ở ít người, đấy 1-2 người, hoặc là các bác ở một mình. Đấy, bác nào nhà ít người dùng bộ lạnh ok, hoặc là cho các em học sinh sinh viên đấy ở phòng trọ không cần quá nhiều thứ linh kỉnh mà có thể là nấu được nhiều thứ nhiều món thì các bác dùng cho em. Nói chung là con này là đa năng luôn rồi. Nấu nướng này, xào, rán này. Rán thì tại sao nó rán được, vì trong này có một lớp chống dính này, nên là các bác rán thoải mái không lo nó bị dính nhá. Đấy, có một lớp chống dính luôn. Rồi là ăn lẩu này, nấu canh này, rồi là hầm hiếc các thứ thoải mái luôn. Ngoài ra thì có cả một khay hấp nhá. Đấy, các bác có những cái món ví dụ như là món bánh bao thứ này, đấy cho vào đây mình hấp này, có cả vung nắp đậy luôn. Đấy, nếu mà không hấp thì mình có thể bỏ ra. Đấy, đậy cái vung vào đây luôn, rất vừa luôn nhá. Thiết kế cực kỳ thông minh luôn. Đấy, nói chung là rất nhiều chức năng trong một chiếc nồi. Lên mã cho em sẽ cái nồi lẩu mini nhá. Giá của nó sẽ là 120k, dung tích của nó là 1,8 lít nhá, sử dụng điện 220 và công suất của nó sẽ là đi 600W nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, dùng cực kỳ hay luôn. Đây, các bác nhìn này. Đấy. Đấy, bật công tắc lên này. Đấy, các bác nhìn này, có thể rán trứng luôn nhá, rán trứng cực kỳ ngon luôn, không lo cháy dính nhá. Rồi là làm những cái món ví dụ như là hấp này. Hấp cực kỳ ngon luôn, con này hấp ngon lắm mà cái độ sôi, có nhìn cái độ sôi nó này, nó sôi rất kinh khủng luôn, sôi mạnh, sôi khỏe lắm ạ, sôi mạnh, sôi khỏe cực kỳ luôn. Đây, để mà cho bác xem lại một lần nữa này. Đây, đó đấy, rán trứng này, đó rồi là ăn lẩu này, quá ok luôn nhá. Hấp này, đấy, hấp bánh bao nhá, cực kỳ xịn sò ngon lành luôn. Đó, rất ngon lành nhá. Có nắp đậy hay hấp dây nguồn 220V. Đây là công tắc chỉnh nhiệt, có hai chế độ mạnh yếu, lớp vỏ bên ngoài bằng nhựa, nhìn hao hao giống cái cao uống nước. Nồi này thì có dung tích 2 lít và công suất là 600W. Món đầu tiên Kiên sẽ thử là trứng chiên, tiếp theo đổ nước vào biến nó thành một cái nồi canh. Vậy là ta đấy, có món mì tôm trứng chiên, là mì tôm trứng các thứ là luôn, nói chung là nấu cực kỳ đa năng. Khai hấp lên. Bây giờ nó hấp bánh bao luôn nhá. Quá tiện luôn. Đấy, rất là hay nhá. Đó. Rồi. Lên mã cho em sẽ cái sản phẩm là cái nồi lẩu mini. Về các bác sử dụng đa năng, nấu các món luôn nhá, rán, xào, nấu, ăn lẩu, rồi là hấp được luôn.
giá full combo một cái bộ nha. Giá sẽ là 120.000 thôi, 120.000, giá rất hạt rẻ mà dùng cực kỳ ok. Cái này anh em đã nấu test thử rồi, nó nấu nó sôi nhanh cực kỳ, sôi nhanh lắm, sôi nhanh cực kỳ các bạn. Sôi nhanh dã man luôn. Đấy, 120k một chiếc nhá. Sau đó tiếp theo thì em lên mã báo giá bác luôn, đó là cái máy hút bụi ga giường, cũng rất nhiều bác hỏi các mã này. Đó thì em báo giá luôn 280.000 một chiếc máy hút bụi ga giường nha các bác nhá, 280.000. Sản phẩm này thì đây, em đợi xem cái phần thông tin này. Thông tin của sản phẩm này thì cái nguồn sử dụng của nó sẽ là nguồn điện 5V 2A nhá. Đấy, nó có sạc tích điện ạ. Và cái công suất của nó sẽ là 68W nhá. Khá là trâu bò luôn. Dung tích đựng chứa của nó sẽ là 185ml này. Đấy, cân nặng gần 1 cân, khá là nặng luôn đấy. Khá là đầm tay chắc tay nhá. Đây, em sẽ đập hộp mục sở thị cho bác xem về một cái mã này. Giá sẽ là 280.000 một cái máy này nhá, 280.000 chuyên để các bác hút bụi ga giường nhá, hút nệm hút ga giường. Sản phẩm thì hàng mới nguyên hộp luôn. Mới nguyên hộp nhá, chắc chắn chất lượng lắm, thiết kế cực kỳ là chất lượng. Đây, bộ máy thì sẽ gồm có là một thân máy này, sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy, rồi là đi kèm cho các bác là một cái cọng dây cáp sạc nha. Đấy, một cái cọng dây cáp sạc rất tiện dụng. Đấy, và đây là cái phần nút công tắc này. Cái phần buồng để chứa rác nhá, buồng để chứa rác. Và bên dưới này thì sẽ là cái phần hút này. Đấy, có mã code, mã QR đầy đủ luôn. Nói chung hàng chuẩn chính hãng nhá, cực kỳ xịn, mới keo nguyên hộp luôn. Cái này thì về thì các bác cứ ấn trực tiếp vào trong phần ga nệm giường này, rồi là ghế sofa các bác sử dụng có hút nhá. Con này hút khỏe lắm, hút khỏe lắm, lực hút của nó rất khỏe luôn. Ngoài ra thì nó có cả cái chế độ đèn POV để khi mà các bác sử dụng ấy là các bác là khử khuẩn luôn. Đấy, ngoài chức năng hút bụi nó có cả chức năng khử khuẩn luôn, rất ok. Đây. Đấy, rất ok. Và khi mà hút thì cái phần rác nó sẽ chứa tất vào trong này. Đấy, thì các bác có thể mở ra. Đấy, mở ra các bác lấy ra. Lấy ra sau đó các bác lấy trong cái lọc ra. Đấy, các bác đổ rác đi thế là xong. Đấy, sau khi mà đổ rác xong các bạn lắp cho em vào. Nhớ cho em là các bác lắp cái lọc này vào nhá. Lắp cái lọc này vào. Đấy, sau đó các bác lại khớp nó vào. Đấy, khớp nó vào là các bác sử dụng thôi. Đấy, rất ok, con này sử dụng cực kỳ đơn giản luôn. Sử dụng cực kỳ đơn giản luôn. Đó, sử dụng rất đơn giản nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn là hút vào thôi. Đây em sẽ test cho bác coi về cái sản phẩm máy này. Đây, ở đây em đang có một ít cái rác nhá, em sẽ đi một đường để xem hút không nhá coi nhá. Đây. Đó. Các bác thấy lực hút của nó kinh khủng không? Đấy. Các bác thấy lực hút kinh khủng không? Ấn một phát cái là nó sẽ hút hết vào trong này luôn, hút sạch vào trong này luôn nhá. Thì nó sẽ cuộn chứa hết những cái rác vào trong buồng này. Thì khi các bác lấy thì các bác mở các bác lấy ra. Đấy, các bác thao tác các mở này, lấy ra này. Đấy, sau đó các bác rút cái này ra. Đấy, và các bác lại đổ rác ra. Đấy, có thế thôi là các bác xài nhá. Đấy, đổ rác ra và các bác lắp thêm cái lọc này vào. Đấy, lắp cái lọc này vào, sau đó là các bác lắp nó vào. Đấy, lắp nó vào đây. Thế là xong. Con này sẽ có là hai cấp độ nữa, cấp độ 1 này. Đấy, cấp độ bình thường này, cấp độ mạnh này, 2 này. Đấy, thì sẽ hai cấp độ nhá. Đấy, máy thì bấm nút đây. Ngoài ra thì đây là cái phần chân sạc nhá, một phần chân sạc này coi nhá. Đấy, chân sạc đây. Cái chân sạc của nó sẽ là cái chân sạc Type C và đi kèm thì sẽ có một cái cọng dây cáp sạc này. Cái này thì về các bác cắm chung với cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác sạc cho con máy là ok rồi. Đây, các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại nhà mình là các bác sạc được cho cái máy này rồi, có thế thôi. Đấy, và khi nào hết pin thì các bác mang và các bác sạc đầy pin thì các bác mang ra các bác hút, có thế thôi nhá. Rất tiện dụng và dễ sử dụng luôn. Cái này thì cái nguồn của nó sẽ cái nguồn 5V. Đấy, còn nếu mà nhà các bác nào mà chưa có cục sạc thì các bác có thể mua thêm. Thì hiện tại bên em đang bán cái cục sạc 5V 2A nha. Thì sẽ có giá là 30.000. Đấy, cục này của Samsung này thì nó cũng có cái chân USB. Đấy, thì các bác có thể cắm trực tiếp vào đây. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 để các bác sạc cho cái máy này rồi. Đấy, thì các bác có thể cắm như này để các bác cắm sạc. Còn nếu mà nhà các bác có cái cục sạc này rồi thì mình có thể tận dụng cái cục sạc điện thoại hay là các bác có thể cắm. Còn nếu mà chưa có thì mình có thể mua thêm. Thì cái cục sạc của Samsung 2A nha. Đấy, nó cấp nguồn được cho cái sạc cho cái máy này thì hiện tại bên em đang bán một cái cục sạc của Samsung 2A này là 30.000 một cục nhá. Có nhá, 30k. Lên mã thì em sẽ cái cục sạc Samsung 2A nhá. Giá hiện tại bên em đang bán một cục sạc này là 30k một cục nhá. 30k. Đấy, còn máy thì bên em đang gửi bác giá rất là hữu nghị và rất là hay. 280.000 một cái nhá, 280.000 một cái. Máy hút bụi ga giường nhá và bao ship cho bác tận nhà luôn. Hàng của nó là mới nguyên hộp nha các bác nhá. Đấy, mới keng nguyên hộp này luôn. Hàng của hãng luôn các bác nhá. Đấy, hàng của hãng rất xịn sò, ok luôn. Giá thì chỉ có 280 thôi, giá rất bình dân mà các bác mua về mình hút bụi ga giường. Đấy, ga giường là một trong những chỗ mà bụi bặm một thứ rất là ấy nhá. Đấy, thì các bác mua về hút, đặc biệt là nhà hay có trẻ con các thứ rồi mua về hút. Đấy, hút cho nó sạch sẽ đi. Đấy, đỡ bụi bặm các thứ này, rồi là những cái phần bụi vải các thứ rồi rất là nhiều. Đấy,
Và ngoài ra con này nó có cả chế độ đèn tia UV. Đấy, tia cực tím để nó khử khuẩn nhá, vừa hút bụi vừa khử khuẩn luôn. Máy thiết kế cực kỳ chắc chắn. Đấy, màu rất đẹp luôn nhá, chắc chắn rất đẹp, cầm nặng trịch luôn. Đó, 280k nhá. Đấy, đây là phần công tắc, chân sạc, cắm vào là xài thôi. 280k một cái. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, con này nó hút cực kỳ khỏe luôn nhá. Đấy thấy không? Hút rất sạch sẽ luôn này. Đấy, hút nệm, hút giường, hút ga gối đệm này. Đấy, ghế sofa, các thứ rất tiện dụng luôn mà cái lực hút nó rất là khỏe nhá. Đấy, lực hút khỏe lắm. Đấy, các bác nhìn thấy hút ra đúng cận đúng bông luôn nhá. Kinh khủng khiếp luôn. Đấy, hút rất sạch sẽ và cái lực hút rất khỏe nhá. Đó, có cả phần tiêu UV đèn cực tím. Đấy, diệt khuẩn luôn. Ok luôn nhá. Đó, thấy không? Dã man luôn. Đấy, phần lọc này các bác có thể rửa vệ sinh thoải mái luôn. 280k một sản phẩm máy hút bụi ga giường nhá. 280k lên mã giúp cho em sẽ là cái máy hút bụi ga giường nhá, 280k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái xưởng hấp nhá, và em báo giá luôn. Hiện tại em đang bán cái xưởng hấp này với giá sẽ là 80k. Đấy, thì sản phẩm này sẽ có size là 28cm, size tức là cái đường kính nhá. Đấy, cái đường kính của nó sẽ là 28cm. Cái này thì về chuyên dùng để các bác dùng để hấp nhá. Đấy, chuyên dùng để các bác làm những cái món hấp. Ví dụ như là những cái món tôm hấp này rồi là các thứ cả, nấu những cái món dùng để hấp. Đấy, rất tiện dụng luôn. Hàng này của nó thì sẽ là hàng thanh lý siêu thị nhá. Hàng thanh lý siêu thị nên là nó có giá nó rẻ như thế ạ. Đấy, chứ bình thường các bác mua những cái khay này khoảng tầm 150 bộ luôn đấy, chứ không bao giờ có giá 80.000 đâu. Giá này là như là giá tốt nhất thị trường luôn. Đấy thì bộ sản phẩm sẽ gồm có cho bác là một cái son này, một cái son. Đấy, một cái son dưới, son chính để về các bác đổ nước vào đây này. Đấy, sau khi đổ nước rồi thì các bác để cho em nó khay hấp này lên. À, để khay hấp lên nhá. Đấy, thì các bác có những cái đồ hấp các thứ rồi, tôm hấp này, cua hấp, ghẹ hấp này, mực hấp này. Đấy, các bác để lên đây. Sau đó là các bác lắp xem cái vung vào. Đấy, vung thì bên em sẽ gửi kèm cả những con ốc vít các thứ về các bác lắp vào. Đấy, vung của nó sẽ là vung kính cường lực luôn nhá, trong suốt để tiện việc là theo dõi đồ ăn. Đấy, các bác lắp vung vào, sau đó các bác để đến bếp các bác đun thôi, rất tiện dụng luôn. Đấy, còn nếu mà các bác không muốn hấp thì các bác bỏ ra thì đây nó sẽ thành một cái nồi để các bác nấu vào đây được luôn. Đấy, nấu rồi là sử dụng nấu nướng các thứ rồi. Đấy, ok luôn. Cái này thì có thể đun được bếp từ nhá. Đấy, có thể đun được bếp từ nên là có yên tâm nhá. Đấy, bếp từ, bếp ga, tất cả các loại bếp nhá, nên các bác đun hết luôn. Đấy, mặt này mặt từ mã này. Và em hàng em nói luôn là hàng này của nó sẽ là hàng thanh lý siêu thị nên đôi khi nó sẽ có một chút hơi móp móp cấn một chút nha. Đấy thì các bác thông cảm với em nhá, vì hàng này giá thứ nhất là giá nó tốt, mà thứ hai là hàng thanh lý quá nên là những cái tình trạng mà hơi xước móp một chút thì các bác thông cảm với em nhé. Đấy thì em cũng nói luôn trong cái vấn đề về hàng hóa nọ kia. Đấy, còn nói chung là về cái mức giá thì cho em cái giá này thì nó quá là hợp lý thôi ạ, cho một cái bộ xưởng hấp nha. Đấy thì sẽ bao gồm là một cái xưởng hấp này luôn và cả một cái nồi. Đấy thì các bác có thể nấu đa năng vào đây được này. Còn nếu mà không thì các bác bỏ xưởng lên để các bác hấp đồ vào đây, ok luôn. Đấy, nó rất là ok nhá, chắc chắn. Mà lại thiết kế cả mặt kính nó rất ok. Đường kính là 28cm, các bác khá là to nên các bác có thể hấp được khá là nhiều đồ luôn đấy nhá. Hấp được khá là nhiều đồ luôn. Đấy, với mức giá 80.000 nha thì không có gì phải chê về mức giá rồi. Giá siêu hạt rẻ luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái xưởng hấp nhá. Đấy, cái xưởng hấp. Đấy, có mặt kính thứ đầy đủ luôn. Đây, rất chắc chắn, phần quai bê ok luôn. 80k nhá, 80k một cái xưởng hấp nha, 80k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái em nồi chiên không dầu của Camel này. Đấy, em không nồi chiên không dầu của Camel. Em này thì sẽ có dung tích là 12 lít nhá, công suất là 1500W và lên mã thì em sẽ là cái nồi chiên không dầu của Camel. Đấy, với mức giá sẽ là 520.000 một cái nồi chiên không dầu Camel nha. 520.000. Cái con này về bác nấu nướng rất là được nhiều món luôn. Cái này thì nhà em cũng đang dùng thực tế một cái con này rồi. Dùng rất thích luôn, mà nhà em dùng chắc khoảng tầm là đi 2 năm nay rồi, rất là bền nhá, siêu bền luôn ạ. Bền dã man đây. Sản phẩm thì hàng mới nguyên hộp nha. Giá sẽ là 520.000 một cái nhá. Ở đây sẽ có là những cái sách này là sách công thức đồ ăn này. Rồi là sách hướng dẫn sử dụng là đầy đủ luôn ha, vì nó là hàng mới nguyên hộp mà. Đấy. Đây là siêu phẩm chính của chúng ta nhá. Sản phẩm nồi nhá, sản phẩm nồi. Đây, thiết kế cực kỳ chắc chắn luôn. Đây để em mang lên quay cho bác xem. Đó, thiết kế rất đẹp và chắc chắn nhá, thiết kế cực kỳ đẹp chắc chắn luôn. Đấy. Sản phẩm thì mới nguyên hộp nha. Đấy, sử dụng nguồn là nguồn 220 nhá. Công suất của nó sẽ là đi công suất của sản phẩm này sẽ là 1500W nhá, và sử dụng điện là điện 220. Cái này thì các bác trên này sẽ có hai núm nhá, là một núm là núm đồng hồ nhá. Đấy, thời gian các bạn, thời gian thì các bác tùy chỉnh món ăn của bác nhá. Trong vòng thời gian là bao nhiêu. Và cái núm này là cái núm điều chỉnh nhiệt độ nhá. Đấy, cái nhiệt độ của nó là tối thiểu là 0 độ C. Đấy, và tối đa của nó lên đến là 200 độ C nhá. Đấy, để các bác nấu những món ví dụ như là
đùi gà này, đấy rồi là thịt này, cá nướng này, tôm này, đấy, rồi là các thứ các kiểu luôn, rất nhiều món nhá, hàng của Camel này, đấy, hàng hãng của Camel luôn, rất xịn sò. Đấy thì cái này rất dễ dùng, thì bắt đầu các bác rút cái này ra, đấy, rút cái này ra cho em nhá, rút cái này ra này, đấy, rút cái này ra, sau đó là các bác sử dụng này, các bác lấy trong cái tấm này ra, thì đi kèm nó sẽ có một cái tấm như này nữa, đấy, một cái tấm để nó chống dính nhá, cũng như là cái nhiệt khi mà xuống nó sẽ đều hơn. Đấy thì các bác lấy này ra, các bác để xuống. Sau đó là các bác cho thức ăn vào đây, đấy, cho thức ăn đây, đấy, và khi mà nướng thì cái phần mỡ nó sẽ ráo xuống, nó sẽ tách cái phần mỡ ở dưới này, đấy, các bác nấu nó đỡ dầu đỡ mỡ nhá, đấy, thậm chí là ví dụ như những cái món đậu rán đậu chiên rồi các bác cho đây cũng rất là ngon luôn, các bác đỡ phải cho bếp các bác rán riếc nó vừa dầu mỡ mà các thứ nó không ngon. Thế còn này khi mà cho đây cái nhiệt nó chín rất là đều nhá, đấy, trong nó có một cái phần mai so này, các bác nhìn cái phần mai so chưa, đấy, mai so và cái phần cánh quạt nó quay này, đấy thì cái phần nhiệt nó tỏa xuống nó rất là đều luôn. Đấy, cái phần nhiệt tỏa rất đều nên khi các bác nấu những cái món ăn nướng này rồi là chiên rán, thứ nhất là đỡ mỡ này và thứ hai là nó rất là ngon, khi nó giữ được cái hương vị rất là ngon luôn nhá. Đấy, phần tay cầm khá chắc chắn luôn, thiết kế cực kỳ chắc chắn nhá. Dung tích 12 lít thì các bác sử dụng rất là to luôn. Đấy, nhà đông người cũng có thể sử dụng thoải mái nhá luôn nhá. Đấy, và cái này thì sử dụng rất là dễ, các bác chỉnh nhiệt độ và chỉnh thời gian cho em, khi mà ví dụ như các bác chỉnh về 15 phút này và chỉnh về 200 độ C thì khi mà hết 15 phút là tự động là nó sẽ ngắt này. Đấy. Đấy, thấy không, nghe tiếng không? Tinh cái là tự động là khi mà hết thời gian thì nó sẽ tự động kêu tinh cái là biết là bắt đầu là món ăn của bác đã được rồi, đã chín rồi nhá, thì kêu tinh cái nó sẽ báo hiện giờ bác luôn. Thiết kế rất chắc chắn nhá. Đấy, dây nguồn đây. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 cho em là sạc, công suất là 1500W nhá, rất khỏe trâu bò luôn. Sử dụng nấu các món. Ngoài ra view như là cái con này nó cũng như là một chiếc lò vi sóng luôn, view như những cái món ăn nhà các bác mà nó bị nguội hoặc là các bác muốn hâm nóng lại, các bác cứ cho trực tiếp đây cho em luôn. Đấy, view như nhà em là người ăn cơm trước ăn cơm sau, view như là cơm nguội hết rồi, đấy, cơm canh nguội rồi, các bác cho trực tiếp đây luôn, như một chiếc vào lò vi sóng luôn, cho đây. Đấy, bật thời gian đây, ví dụ các bác hâm nóng tầm 5 phút cho em thôi. Đấy, bật cho em lên 200 độ C cái, cứ vứt để đấy thôi nhá. Đấy, trong vòng 5 phút cái là lại có đồ nóng ăn luôn. Đấy, coi như là một chiếc lò vi sóng luôn. Đấy, rồi là một chiếc nồi để các bác chiên không dầu nhá, tách dầu ra. Đấy, đỡ bị dầu mỡ bám vào thực phẩm nhá, ăn đỡ tình trạng là máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ rồi các thứ này. Nhiều dầu mỡ ăn thứ nhất là ngấy mà thứ hai là ảnh hưởng đến sức khỏe này. Đấy, nói chung là rất là hay luôn. Một con mã hàng nha. Với mức giá là 520.000 nhá các bác nhá, 520.000. Lên mã giúp cho em sẽ là đi nồi chiên không dầu của Camel nhá, dung tích là 12 lít nhá, công suất là 1500W nhá. Giá của sản phẩm này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 520k các nhá, 520k cho một cái nồi chiên không dầu này. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, bao ship cho bác tận nhà luôn, nấu rất nhiều món nhá. Đấy, gà nướng này, cá nướng này, rồi là hâm nóng lại đồ ăn rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, 520.000 nhá, 520.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái nồi chiên không dầu của Camel.